Chào anh em đã đến kênh Lâm Smart. Thật sự không biết phải nói gì khi mà Sumi tiếp tục càn quét phân khúc giá rẻ để đối đầu trực diện với rất nhiều đối thủ khác. Cuối năm, Sumi cho ra lò bộ đôi Redmi Watch 5 series với mức giá không tưởng em ạ. Với con 5 Active này có mức giá 790k nhưng mà đã có nghe gọi rồi. Còn con 5 Lite này còn hay hơn nhá. Chỉ ở 1.290k nhưng mà có màn hình AMOLED này, có GPS độc lập và tất nhiên cũng có nghe gọi nữa. Nhìn toàn cảnh thì anh em có thể thấy rằng đây là bộ đôi Smart có mức giá tốt nhất của Sumi trong thời điểm hiện tại. Không để anh em đợi lâu hơn. Và bây giờ, mời anh em xem review của tôi. Nhìn vào hai chiếc đồ này, anh em thấy rõ là nó cùng chung một ngôn ngữ thiết kế. Form chữ nhật dài, áp dụng nguyên tắc tối giản, không cầu kỳ cũng như là không nhiều điểm nhấn. Đơn giản là một con đồng hồ hình chữ nhật với cái nút trông khá gọn gàng như này. Nên là nhìn nó rất là thời trang. Bên trái của mình là bản Active và bên phải là bản Lite. Anh em thấy rằng là bản Active nó sẽ có kích thước lớn hơn một chút, một phần là do màn hình của nó rộng hơn. Ngoài ra một điểm khác biệt anh em để thấy được bằng mắt thường nếu như mà anh em muốn phân biệt, đấy là tuy cả hai đều có khung vỏ là nhựa phủ kim loại lên bề mặt, tuy nhiên thì bản Lite nó phủ kim loại với công nghệ gọi là NCVM. Thế đây là một công nghệ mà anh em đã từng thấy nó áp dụng ở trên dòng Xiaomi Smart Band 8. Khó thể tin được nó là nhựa nếu như mà anh em không xem video này. Với phiên bản trên tay của mình là 5 Lite màu vàng, nhưng mà mình nhìn kiểu gì nó cũng ra màu bạc anh em ạ. Còn phiên bản Active thì nó phủ kim loại dạng mịn giống như là vật liệu nhôm, nên là nhìn nó sẽ không thể sang như là bản Lite được. Nhờ những cái đặc điểm như vậy nên là bộ đôi này nó có cái khối lượng khá nhẹ. Mà nhẹ thì nó sẽ giúp cho cái cảm giác mà anh em đeo trên tay thường ngày nó sẽ thoải mái và dễ chịu hơn. Cái điểm mình chưa ưng ở hai cái đồng hồ này đó là cái phần quay dây của nó hơi nhỏ và tạo hình ống tròn, thành ra là nhìn nó càng nhỏ hơn, khiến cho là anh em sẽ thấy có cảm giác không được hài hòa khi mà thân thì to mà càng lại nhỏ. Tiếp tục ở mặt lưng, nó cũng gần như là cùng chung một mặt sau vậy. Tất cả các vị trí như là loa này, mic này, cụm cảm biến sức khỏe và chân sạc từ tính. Nên là mình nghĩ là cái vấn đề đo đạc, cái độ tin cậy của hai con đồng hồ này nó cũng sẽ tương tự như nhau. Ở hem này có một điểm rất là thú vị là họ trang bị micro cap ở hai nơi đối xứng. Đây, ở phía trên này và phía dưới. Nhờ vậy thì nó sẽ xử lý được hạn chế vấn đề tiếng ồn và thu âm thanh khi mà anh em gọi điện ở cái khoảng cách rộng hơn. Theo như Xiaomi công bố là nó sẽ thu được trong khoảng phạm vi là 80cm đổ lại nhá. Mặc dù là nằm trong mức giá thành tốt nhưng mà Xiaomi vẫn trang bị cho chúng ta tiêu chuẩn kháng nước 5 tem ở cả hai đồng hồ luôn. Riêng với con 5 Lite ấy, là anh em có thêm GPS độc lập băng tần đơn 5 vệ tinh phục vụ cho vấn đề tập tành ngoài trời, và giá trị nhất là 5 Lite có màn hình AMOLED. Trong khi đó thì con Active không có GPS và màn hình chỉ là dạng LCD thôi. Nhưng mà được cái là màn của con Active nó rộng hơn một chút, thành ra là cái vấn đề không gian hiển thị của nó sẽ rộng rãi hơn. Cả hai đều có vấn đề chung là viền phía dưới nó sẽ dày hơn, gây mất cân đối khi mà anh em để những cái mặt đồng hồ nền sáng màu nhá. Nhìn bằng mắt thường thì anh em cũng thấy rõ được là màn AMOLED đem lại cái màu sắc cũng như là độ sắc nét sẽ tốt hơn hẳn với màn LCD. Bên cạnh đó thì 5 Lite còn được trang bị tính năng Long Display rất là đáng tiền luôn. Ngoài ra thì cả hai đồng hồ này nó đều có các tính năng liên quan đến màn hình giống nhau, như là một chạm sáng màn và úp lòng bàn tay tắt màn này, nghiêng tay đánh thức hoạt động khá là ổn định. Tiếp tục ở phần mềm thì mình sẽ lướt qua nhanh thôi, bởi vì những thiết bị mới của Xiaomi được trang bị hệ điều hành HyperOS tiên tiến nhất, cho nên là thành ra những cái chức năng và tính năng nó sẽ có một cái sự đồng nhất và nhất quán. Anh em thấy là nó sẽ có đầy đủ các chức năng cơ bản từ tập luyện thể thao, sức khỏe này và những cái app bổ trợ như là anh em có thể nghe gọi thông qua quay số trực tiếp, và các cái chức năng như là điều khiển camera chụp ảnh rồi đặt báo thức hay là bấm giờ hẹn giờ vân vân. Và cái điểm khác biệt giữa Active và Lite đấy là nằm trong những cái môn tập luyện. Ở trên phiên bản Lite thì nó hỗ trợ những cái môn thể thao dưới nước bao gồm 17 môn, quan trọng nhất là có bơi ngoài trời và bơi hồ bơi. Ngoài ra thì nó còn có cả hỗ trợ bơi lặn này và lặn với ống thở. Còn ở trên dòng Active đây thì anh em sẽ thấy rằng là nó sẽ không hỗ trợ những cái môn thể thao dưới nước như vậy, mặc dù là cũng có khả năng kháng nước 50 tem. Cũng đúng thôi, bởi vì đây là một phiên bản giá rẻ mà mình thấy là con Lite này có mức giá hơn 1 triệu mà đầy đủ các tính năng hỗ trợ cả bơi với lặn như vậy là quá ổn luôn. Còn về hiệu năng này, hai em này không có màn hình 60Hz, khi mà lướt nhanh ấy thì nó không phản hồi nhanh đâu, nhưng mà anh em lướt từ từ thôi đấy, như này này đấy, thì sẽ thấy là khá ok rồi. Còn về các cái khu vực thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Widget mình thích nhất là nó có dạng vòng lọc đấy, cho nên là trở về mặt đồng hồ nó cũng thuận tiện hơn. Bên cạnh đó thì dòng Active và Lite nó có hỗ trợ Alexa. Cái Alexa này khá hay nhá, là trong trường hợp anh em dùng các thiết bị trong nhà thông minh của Amazon, không thì anh em có thể ra lệnh điều khiển mở báo thức hay là hỏi giờ vân vân. Tuy nhiên anh em phải đổi vùng ứng dụng sang quốc gia khác mà nó hỗ trợ, chứ còn Việt Nam hiện tại là không khả dụng nhá.
Rồi, còn về mặt đồng hồ thì trên dòng Line nó sẽ có 3 mặt cố định này. Và anh em cài được tối đa là 3 mặt nữa ở thư viện, tổng cộng 6 mặt. Tương tự như vậy thì con Active nó cũng sẽ có 3 mặt cố định và cũng cài thêm được 3 mặt như là con Line thôi. Về trung tâm điều khiển vẫn có những nhược điểm còn tồn đọng như là không có chỉnh độ sáng và không cho phép thay đổi các cái tùy chỉnh. Còn về thông báo ở trên những dòng Xiaomi thì quá là ok rồi, lướt rất mượt mà, và trên dòng Active cũng vậy. Anh em thấy là những cái biểu tượng cảm xúc hay là icon app đều ngon lành. Nó chỉ hiện những cái biểu tượng cảm xúc cơ bản thôi. Còn về phông chữ cũng như là hiển thị nội dung đây thì anh em có thể tự nhận xét nha. Không bị những cái lỗi vặt như là ngắt chữ xuống dòng và hiển thị nội dung dài. Chỉ có điều là nó không có tính năng trả lời nhanh thôi. Mặt khác thì hai em này có cường độ rung khá mạnh và loa thoại mức tương đối tốt nha. Về khoản nhận cuộc gọi ứng dụng thì nó cũng giống như các thế hệ trước nói riêng và tất cả smart thời điểm hiện tại mà có nghe gọi Bluetooth nói chung. Đấy là khi anh em kết nối iPhone thì mới nhận cuộc gọi ứng dụng, còn Android hiện tại vẫn chưa được. Bây giờ thì mình sẽ thử cuộc gọi Messenger nhé. Đây, anh em thấy là nó chưa nhận được. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang với cuộc gọi từ Zalo. Đây nhá. Mình không hiểu lý do vì sao mà thỉnh thoảng nó vẫn hiện được tên người gọi, lúc thì nó lại ra dãy số bị mã hóa anh em ạ. Như mình đã nói thì đây là một trường hợp mà cuộc gọi Zalo nó hiện tên người gọi, nhưng mà nó sẽ lấy tên ở trong danh bạ của điện thoại nhá, chứ không phải là lấy tên mà anh em đặt ở trong Zalo đâu. Phần còn lại là mình muốn chia sẻ với anh em những vấn đề chính thay đổi ở trên app Mi Fitness. Phiên bản gần đây thì nó đã thay đổi một cái diện mạo mới, trông nó thân thiện hơn. Đấy, bây giờ thì anh em nhìn thấy là nó sẽ sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Đấy, phần nào thì nó vào cái phần đó. Còn đây là kho thư viện mặt đồng hồ ở trên dòng 5 Line. Mình đánh giá rất cao kho thư viện mặt đồng hồ của những thiết bị Xiaomi. Hiện tại họ cập nhật cho cả Active và phiên bản Line là đã có hơn 200 mặt đồng hồ rồi. Anh em thấy là rất nhiều những cái mặt dạng kim đeo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái thay đổi mới ở trên app Mi Fitness nhé. Đầu tiên với những cái file tập này. Đây thì anh em sẽ chọn vào cái mục 3 chấm này. Nó rất là hữu ích với anh em mà tập luyện thể thao chuyên nghiệp, là xuất được file tập luyện sang đuôi GPIC và T6KML. Như vậy thì anh em sẽ phân tích dữ liệu của mình chuyên sâu hơn. Bên cạnh đó thì nó có một cái mục mới là khóa học cảm biến tương tác. Cái trò này mình thấy là giống như là những cái trò chơi của Nintendo Switch hay là Wii U anh em ạ. Là anh em sẽ căn cái icon mà hình nắm đấm ấy, nó nhảy vào đây giống như là chơi Audition ấy. Đấy là sẽ được điểm nhá. Nhưng mà có thể là do trong quá trình thử nghiệm cho nên là mình có chơi thử nhưng mà nó không được anh em ạ, không ăn thua. Chắc chắn là cái ứng dụng này, cái trò chơi này nó sẽ có trong tương lai và áp dụng vào nhiều những cái loại đồng hồ thông minh của Xiaomi thôi. Tiếp theo ở khoản tập luyện mình sẽ nói riêng về Redmi Watch 5 Lite, bởi chỉ có nó là được trang bị GPS độc lập thôi. Có thể nói đây là smartwatch hiếm hoi mà có GPS trong tầm giá 1 triệu như này. Vì thế thì GPS của nó thế nào, đây là một vấn đề mình rất là tò mò. Khi mà nhận nó thì mình lập tức đem đồng hồ này đồng hành trong cái buổi đạp xe ngay sau đó. Để đánh giá GPS cần phụ thuộc vào hai yếu tố: tốc độ bắt tín hiệu và tín hiệu định vị thế nào. Rất ngạc nhiên với con 5 Lite, trong khu vực thoáng các lần thử nghiệm nhiều ngày liên tiếp đều trong phạm vi 10 giây trở lại, sóng luôn trong cái tình trạng là full vạch. Tiếp tục kiểm tra tín hiệu có chính xác hay không thì mình lấy con Apple Watch Ultra để lấy dữ liệu làm thước đo cho lần này. 5 Lite chênh lệch chỉ 30m cho cả một quãng đường 11 cây. Thế này là quá ngon rồi, vì lộ trình đạp xe của mình rất là nhiều đường nhỏ hẹp lắt léo. Băng tần đơn mà được như này là rất ổn. Hãy cùng nhìn vào lộ trình mình di chuyển tham chiếu từ vệ tinh. Nhìn bao quát trên cao thấy hơi ngoằn ngoèo nhưng mà vị trí đi qua là tốt. Phóng to để mà xem kỹ hơn nha. Đúng là vẽ khá hoàn toàn là hoàn thật và cũng hơi lệch một chút ở vị trí vườn hoa này. Tiếp theo sau đó là những cung đường không quá rộng, 5 Lite phát huy tốt hơn nhưng mà anh em thấy là cái đường vẽ như thể mình say rượu đánh võng vậy. Đây là một đường nhỏ thông song song với hai con đường khác, nó bị lệch khá nặng, còn lại sau đó thì mình thấy là nó đều thể hiện rất là tốt. Mình phỏng đoán lệch 30m so với Apple Watch Ultra 2 có thể là do tổ hợp nhiều đường vẽ xin xẹo gây ra, nhưng mà nhìn chung thì nó không bị lệch ra khỏi lộ trình là được. Ở vấn đề của nhịp tim, mình kiểm tra cả Lite và Active luôn để mà xem cảm biến nó có hoạt động giống nhau hay không. Mình vẫn chọn Polar 10 làm thiết bị chính để mà so sánh. Vì là ba đường sóng chập vào nhau nên là anh em hãy chú ý quan sát một chút nhé. Màu sắc đường sóng của thiết bị nào mình cũng đã để ở phía dưới video. Có thể thấy được là bộ đôi Redmi Watch 5 series phù hợp với người dùng tập luyện không chuyên sâu hay là không cần kỹ càng về sức khỏe. Các cái điểm nhịp tim bất ngờ tăng cao và xuống nhanh, cả Lite và Active đều không thể hiện tốt. Thấy rõ ràng nhất là ở phút thứ 3, kết quả thu lại bị cao quá mức trên 10 đơn vị rồi. Hoặc là phút thứ 5, ấy thì anh em thấy là con Active xuống quá thấp so với thực tế,
Sơ bộ thì Line có thuật toán và cảm biến ổn hơn một xíu nếu như mà so với Actis. Actis thì có nhiều điểm sai lệch hơn, có vẻ như là bộ đôi này không được kế thừa cảm biến khá tốt của Xiaomi Smart Band 9 gần đây. Bên cạnh đó mình cũng đã kiểm tra kỹ về đếm bước cũng như là theo dõi hoạt động của nó. Mình chạy xe rất nhiều lần đeo hai em này trên tay và thu lại kết quả là tốt, không bị nhảy bước chân khi mà chạy xe. Đây là vấn đề nhiều anh em quan tâm vì nó gây ảnh hưởng khá lớn tới dữ liệu bước chân thu lại hàng ngày. Điều đó có lẽ vẫn chưa thể đủ để mà chứng minh được bước chân của nó thực sự đếm tốt hay không. Thế cho nên là mình lại còng lưng lôi máy đi bộ ra để mà đối chiếu thêm. Lần này thì mình cũng không chia ra hai lần mà một lần duy nhất chạy thời gian dài luôn. Và kết quả thu lại cũng khá là khả quan. Rất là bất ngờ là con 5 Line chính xác 100% bước chân. Còn con Actis thì nó bị hụt mất 11 bước nha. Vấn đề còn lại là giấc ngủ. Mình đeo hai đồng hồ này liên tục trong 8 ngày liên tiếp. Đợt này phải trong con ban đêm nên là chất lượng ngủ của mình ở mức báo động luôn. Các đêm gần đây đều nhầm thành ngủ trưa vì mình ngủ quá ít, không hiện được biểu đồ luôn. Mình đã chọn một buổi ngủ ngon nhất thì thấy rằng thuật toán của nó khá giống với con Xiaomi Smart Band 9. Ở khoản pin thực tế, nhìn chung tất cả các thiết bị đeo của Xiaomi ngoại trừ con Xiaomi Watch 2 và Watch 2 Pro là những con mà chạy ngoài web ra. Còn lại, những cái đồng hồ thông minh cũng là vòng đeo tay thông minh khác của Xiaomi đều có thời gian sử dụng pin rất trâu. Tất nhiên thì ở con 5 Lite và Actis này thì nó cũng vậy. Cho nên là trong cái quá trình sử dụng thường ngày, mình cũng không quan tâm cũng như là lo lắng xem là một ngày nó tiêu tốn cũng như là tụt bao nhiêu phần trăm cả, cứ thế mà dùng thôi. Với con 5 Lite mà bật OLED display ấy, thời gian sử dụng trung bình là tầm 2 cho đến 3 ngày. Còn trong trường hợp tắt đi thì nó có mức dùng tương đương với con 5 Actis là đâu đó độ khoảng 7 cho đến 10 ngày. Đấy là mình sử dụng có bật theo dõi sức khỏe tự động này, nghe gọi cũng như là thông báo thì cũng không quá nhiều. Đây là cái mức dùng mà mình chỉ áng áng thôi, anh em hãy coi là một tư liệu tham khảo nhé. Qua video này thì anh em thấy bộ đôi Redmi Watch 5 series có xứng đáng là những chiếc smartwatch ngon bổ rẻ trong phân khúc anh không? Thì anh em hãy để lại bình luận để cho mình được biết với nhá. Nếu như mà điều kiện tài chính em eo hẹp, còn vướng bận rất nhiều thứ về chi tiêu, thì anh em mua cái con 5 Actis này được rồi. Đấy, chỉ có mức giá hơn 700k, có nghe gọi này. Còn nếu mà anh em tập luyện ngoài trời thì đem theo điện thoại thôi. Còn nếu như mà cố tí thêm vài trăm k nữa để mua con 5 Lite này thì quá là ok. Hơn 1 triệu có màn hình AMOLED này, có GPS độc lập và tất nhiên cũng có cả nghe gọi nữa. Theo quan điểm cá nhân của mình thì bộ đôi Redmi Watch 5 series đều là những chiếc smart rất đáng đồng tiền bát gạo ở trong thời điểm hiện tại. Nếu thấy video của mình hữu ích cũng như là giá trị, hãy giúp mình để lại một like và đăng ký kênh nếu như mà anh em lần đầu tiên xem video này của mình. Cảm ơn em và hẹn gặp lại.